Chắc lẽ là em lầm rồi đó. Làm sao mà có thai được? Anh cẩn thận lắm mà. Em không có lầm đâu. Tháng này em bị mất kinh rồi. Anh Đạt, anh sẽ cưới em chứ. Anh không thể nào bỏ rơi con của mình được. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chưa có gì là chắc chắn mà. Anh nghĩ là chắc là nó trùng hợp thôi. Nhưng nếu chuyện đó là thật, anh tính sao đây? Thì cứ để tới đó đi rồi tính. Được rồi, một lát nữa em sẽ đi bệnh viện khám cho rõ ràng. Nè, em cầm lấy rồi đi khám đi. Nếu mà là tiệc á, thì tốt nhất em nên giải quyết đi. Anh bận việc rồi, anh đi nha. Anh Đạt à. Em không cần đâu. Anh giữ đi. Thôi anh bận quá, anh đi nha. Anh Đạt, anh Đạt. Bà hai mà biết được con nhỏ Trâm mang bầu với anh Đạt, không chừng bà cưới nó cho anh Đạt cũng nên. Không đâu, mình không để chuyện đó xảy ra. Tao sẽ không để yên cho mày đâu Trâm à. Chị Mỹ, mày giỏi lắm. Mày định ăn già chồng tao đó hả? Tôi... Mày đừng có già mồm lẻo mép. Mày đừng tưởng là mày qua mặt được tao. Đồ con gái hư hỏng, chưa được cưới hỏi mà mày đã ăn nằm với đàn ông rồi. Mày có ngu á thì mày chịu. Đừng có tưởng tụi này dễ mắc lừa. Tôi không có lừa. Thật ra trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh Đạt mà. Vinh hạnh lắm hay sao mà mày muốn khoe khoang? Muốn khoe chứ gì? Được, tao dẫn mày đi khoe cho cả làng này biết. Đi, đi. Đây là chuyện riêng của tôi với anh Đạt, không liên quan tới chị. Mày nói nghe lạ quá. Chuyện của chồng tao mà mày nói là không liên quan tới tao hả? Chị với anh Đạt chưa cưới hỏi gì mà. Nhưng mà má anh Đạt đã đem chầu rượu tới hỏi cưới tao rồi mà biết chưa? Tao nói cho mày biết, cho dù trong bụng của mày á có 10 đứa con của anh Đạt á, thì mày cũng đừng có hòng đặt chân vô nhà của ảnh. Không hòng thì tao lo thân đi. Chị nói gì tôi cũng không tin đâu. Anh Đạt thương tôi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và bỏ rơi con của ảnh đâu. Mày nói gì hả con kia? Mày chọc gan tao chứ gì? Hả mày? Tao cho mày biết tay. Mày. Mày hết. Mày chết nè. Mày đi theo tao. Mày hả? Mày dám chọc tao hả? Tao cho mày biết tay tao. Là tụi mày chuốc lấy á. Không phải tao. Tao không biết gì hết. Có ai không? Trâm, Trâm đang ở trong. Trâm, Trâm ơi, Trâm ơi, sao vậy nè? Trâm ơi, Trâm, Trâm ơi, Trâm tỉnh dậy đi Trâm. Trâm ơi, Trâm tỉnh dậy đi Trâm. Trâm đừng làm tôi sợ mà Trâm. Trâm ơi. Cố lên Trâm. Diệu. Diệu. Diệu ơi Diệu. Anh Phát. Hả? Anh vừa Trâm tới chăm xá phụ việc tôi vậy? Đi. Rồi bây giờ đây. Cẩn thận đó. Đi kể đi. Thank you.
thấy sao? Khá lắm. Em mới học chưa được bao lâu mà đàn được như vậy là giỏi lắm rồi. Tại vì em may mắn gặp được một ông thầy vừa tài giỏi lại vừa có tâm nữa. Không phải đâu. Căn bản là nhờ em có tố chất chứ bộ. Loan à, anh muốn nói với em một chuyện. Càng ngày anh càng không muốn rời xa em một phút giây nào hết. Bởi vậy anh muốn dọn sang ở bên đây để có nhiều thời gian chăm sóc cho em hơn. Em thấy sao hả Loan? Em xin lỗi anh. Chắc là không được rồi anh ơi. Tại sao vậy em? Hay là em không muốn chúng ta gần gũi nhau hơn? Không có. Lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh hết. Nhưng mà bây giờ em còn đang đi học. Tụi mình lại chưa phải là vợ chồng nữa. Em sợ sống chung một nhà có nhiều lời dị nghị không hay đâu. Nhưng mà anh nhớ có lần em nói là em không quan tâm những lời dị nghị bên ngoài. Chỉ cần chúng ta yêu thương và hiểu nhau là đủ rồi. Nhưng mà đó là một vấn đề khác. Em mong anh hiểu cho em. Thôi, không sao hết. Tại anh muốn được ở gần em thôi. Em biết. Nhưng mà em không có dám. Trời má mà biết được á, chắc em chết luôn á. Anh đã nói rồi, không sao hết. Coi như là anh chưa nói gì nha. Em học đàn tiếp đi. Ủa, anh Phát chưa về hả? Cô Diệu. Cô Trâm. Cô không sao chứ cô Diệu? Tại vì tôi lo quá cho nên là tôi cảm ơn anh Phát nha. Cũng may gặp anh đưa Trâm vô trạm xá kịp, cho nên bây giờ Trâm qua nguy hiểm rồi. Tôi với Trâm cảm ơn anh nhiều. Cô Diệu, có phải chuyện của cô Trâm có liên quan tới thằng Đạt em tôi không? Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Anh hãy quên chuyện này luôn đi. Tôi xin anh hãy giữ gìn danh dự cho Trâm, đừng khơi lại chuyện đau lòng của Trâm nữa. Tôi biết rồi. Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu. Ủa, anh hai, sao mà ở nhà máy, về đây chi vậy? Tao có công chuyện. Sao mày ở nhà? Anh quên là hôm nay á là má biểu á tôi ở nhà chở Kim Mỹ đi thử áo cưới sau. Tao quên. Lấy vợ rồi á, ráng mà sống cho đàng hoàng, đừng có làm khổ con gái nhà người ta nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà tại sao á anh lại khuyên tôi những lời đó vậy? Tôi nói cho anh biết, nào giờ á tôi chỉ toàn làm cho con người ta sướng thôi. Tôi đâu có làm khổ ai đâu. Mày làm cái gì á thì mày tự biết. Sống ở đời, ráng tích đức cho con cháu của mày sau này đi. Ông anh nhà mình á đúng là lẩm cẩm. Về quê định hôm nào lên vậy? Rồi nói Thái ra bánh xe canh Thái đóng cho. Thôi, không cần đâu. Có anh Hiệp ra đón Loan rồi. Cảm ơn Thái nha. À, mà Thái có nhắn gửi gì về nhà không? Nhắn đi, Loan nhắn giùm cho. Chắc là không đâu. Tuần sau á Thái cũng về quê rồi, chắc không nhắn gửi gì đâu. À, Loan nè, cho Thái gửi lời chúc mừng tới anh ba của Loan nha. Ừ, Loan nhớ rồi. À, Thái nè. Ừ? Anh ba của Loan cưới vợ hả? Làm Loan bất ngờ luôn. Loan không thể ngờ là ảnh cưới chị Mỹ á. Mà anh Hiệp đi đâu nãy giờ chưa về vậy ta? Loan à. Hả? Thái có chuyện này muốn nói với Loan mà đắn đo hoài mà không biết có nên nói với Loan không. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Thì cái chuyện của anh Hiệp á. Anh Hiệp,
là chuyện gì mới được? Loan... Loan có tìm hiểu kiểu gì anh Hiệp chứ vậy? Sao Thái lại hỏi Loan câu đó? Dĩ nhiên là Loan hiểu rất rõ về anh ấy rồi. Có phải là hiện nay Loan với anh Hiệp đang yêu nhau đúng không? Thái à, tụi mình tuy là bạn thân nhưng mà đâu có nhất là những chuyện riêng tư của Loan Loan phải nói cho Thái nghe đâu. Thái biết là mình vô duyên lắm, mình thiếu tí nhị, nhưng mà thật sự là Thái rất lo cho Loan đó. Lo? Thái lo cái gì? À, Loan có biết là anh Hiệp đã có người yêu rồi không? Biết. Anh Hiệp đâu có bao giờ giấu Loan chuyện gì đâu. Loan biết mà Loan vẫn chấp nhận yêu anh Hiệp hả? Có gì quan trọng đâu, tất cả chỉ là quá khứ rồi mà. Một người tài hoa như anh Hiệp á, nếu mà nói chưa có người yêu thì mới là lạ đó. Theo những gì mà Thái biết á, là anh Hiệp hiện đang cặp kè với một cô ca sĩ nào đó. Em sao vậy? Kêu anh đưa ra bến xe để về quê, suốt trên đường đi không nói với anh câu nào hết, tự nhiên đòi vô đây. Vô đây cũng không thèm nói chuyện với anh là sao? Anh Hiệp, có phải là anh đang lừa dối em không? Em nói gì anh không hiểu? Anh lừa dối gì em? Anh không thật lòng với em, anh nói dối em. Đúng, đúng là anh có nói dối em. Trời ơi, anh thiệt là tàn nhẫn mà. Anh chưa dám nói vì anh sợ em buồn, chứ lúc nào anh cũng muốn ở gần bên em hết. Bất đắc dĩ lắm anh mới phải chuyển đi, tại vì ở chỗ mới anh không có tốn tiền thuê nhà, mong em hiểu cho anh. Anh đang nói cái gì vậy? Chứ không phải em đang đề cập tới chuyện anh đang tính âm thầm chuyển nhà trọ hả? Chuyển nhà trọ? Tại sao lại chuyển? Em biết rồi, về cô ca sĩ đó đúng không? Cô ca sĩ nào? Thì cái người mà anh đang cặp bồ đó. Trời ơi, Loan ơi là Loan, em hiểu lầm rồi, nãy giờ em đang ghen đó hả? Anh nói vậy là sao? Cái cô ca sĩ đó là em bà con của anh mà, bồ bịch gì đâu. Anh nói thiệt lòng không? Nếu mà em không tin á, anh sẽ thề với em. Thôi, em tin rồi. Nhưng mà sao hồi nãy anh nói là anh không thật lòng với em? Thì hai đứa mình, mỗi đứa nói một chuyện hoàn toàn khác nhau mà Loan. Đồ mất dạy, nhà này không có chứa đứa còn hương thân bất đế như mày. Đi, đi chung quanh tao. Tía ơi, tía tha tội cho con đi. Đi. Con biết tội rồi mà tía ơi. Tía thương con đi tía. Đi ra, đi. Tao không có đứa con mất đế như mày. Nuôi cho mày không lớn như vậy á, rồi mày bôi tròn trán trấu vào mặt tao với má mày. Đi cho khỏi mặt tao. Đi, đi. Thôi mà ông, con dạy thì phải mang. Ông có đánh có giết nó thì cũng đâu có lấy lại được thanh danh đâu. Thôi ông thương con đi ông. Tôi năn nỉ nói ông phát mà. Lần cuối cùng á, từ nay về sau không có đứa con gái này. Bà có thương nó, cuốn gói theo nó đi. Đi, đi nhanh lên đi. Đi, đi khỏi mặt tao. Ông ơi, tôi năn nỉ ông mà. Đi. Thôi mà ông. Nè, buông ra. Ủa, chị Trâm tới kỳ 2. Ủa, Trâm. Hiền, cưng chạy ra quán mua giùm 2 nửa ký đường nha. Dạ. Nè, tiền nè. Đi đi, đi giùm chị đi. Dạ, hai em đi. Chị Trâm ở lại chơi với chị hai em nha. Ngồi xuống đây. Trâm sao vậy? Ủa, Trâm đi đâu mà? Diệu ơi, tôi khổ quá, cái tôi chết quá Diệu ơi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Tí má tôi biết chuyện rồi, tí dứt khoát từ bỏ tôi. Tôi biết làm sao đây hả Diệu? Không sao đâu, chắc bác Tư giận quá cho nên bác nói vậy thôi. Hay là Trâm cứ ở nhà tôi mấy hôm đi, đợi khi nào bác Tư nguội á rồi mình về xin lỗi nha.
Không đâu Diệu ơi, tôi biết tính của tí tôi mà, ông không có tha thứ cho tôi đâu. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Thế nào thì mình cũng có cách giải quyết thôi. Bây giờ trước mắt Trâm cứ ở tạm nhà tôi đi. Không có được đâu. Tí tôi nói á, tí mà còn thấy mặt tôi ở làng á, một là ông giết tôi chết, hai là ông tự giận cho vừa lòng. Thôi Trâm đừng lo lắng quá. Bây giờ bữa nay á, cứ lại với tôi đi, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Ha, nín đi đừng khóc nữa. Anh à, anh đừng có dọn đi đâu hết á. Bắt đầu từ tháng này em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh. Không được đâu, anh không muốn mang tiếng lợi dụng người mình yêu. Kỳ lắm, anh không thích vậy. Đây là em tự nguyện. Anh thật lòng thương em thì mình trước sau gì cũng thành vợ chồng mà. Bây giờ em lo cho anh, rồi sau này anh lo lại cho em, không có gì phải ngại hết. Hú hồn, mình cứ tưởng bị nó lột mặt nạ, ai dè con nhỏ dễ bị dụ quá. Cô dâu chú rể đẹp quá, ước gì mốt mình cũng vậy. Bữa nay vui quá chị ha. Trâm ơi, Trâm đừng làm Diệu sợ nha. Diệu ơi, em nè. Trâm, tôi hiểu lòng Trâm hiện giờ, nhưng mà Trâm phải cố gắng mạnh mẽ lên mới được. Cũng vì anh ta mà Trâm mới ra nông nổi này. Trâm đừng có thèm luyến tiếc con người bội bạc đó nữa, nghe Trâm. Thôi mà, đừng có buồn nữa mà Trâm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Trâm ra đi xây dựng một cuộc đời mới. Trâm phải cắt đứt những chuyện không vui ở quá khứ để nhẹ lòng nha Trâm. Trâm, Trâm sẽ nghe lời Diệu, sẽ cố quên anh Đạt. Trâm đi, Diệu nói giùm anh Đạt, mạnh giỏi nha. Nhưng mà Diệu ơi, Trâm đau lắm, đau lắm. Trâm, thôi để tôi đưa Trâm ra xe, chứ để trễ chuyến này là chờ lâu lắm. Trâm nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi tin thế nào bác Tư cũng ngu giận thôi à, nha Trâm. Thôi, mình đi nha.